người mẹ vứt con mới sinh giữa trời nắng nóng, trốn nã về tội trộm cắp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Giật Trí. Bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản trong thời gian trốn nã, Phạm Thị Thành gây ra vụ việc bỏ rơi con mới sinh giữa trời nắng nóng khiến dư luận bức xúc. Như đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Sơn Tây Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành, sinh năm 1989, trú tại Hòa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Phạm Thị Thành được xác định là người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mới sinh giữa trời nắng nóng tại thị xã Sơn Tây từ ngày 6 tháng 6 khiến cháu bé tử vong. Đáng chú ý, ngày 17 tháng 4 năm 2020, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội phát lệnh truy nã Phạm Thị Thành về tội trộm cắp tài sản theo quyết định khởi tố bị can một tháng trước đó. Trong thời gian trốn nã, Thành đã gây ra vụ vứt bỏ con mới sinh khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, chiều ngày 8 tháng 6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây trong tình trạng không có quần áo mặc. Hai mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị ròi bọ bám dính. Lực lượng chức năng đã sơ cứu cháu bé rồi đưa vào bệnh viện đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống bệnh viện đa khoa Sanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù được các y bác sĩ ở bệnh viện Sanh Pôn nỗ lực cứu chữa, nhưng cháu bé đã tử vong vào chiều 29 tháng 6. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng làm rõ người bỏ rơi cháu bé là Phạm Thị Thành, mẹ cháu bé. Theo lời khai của Thành, khoảng 23 giờ đêm ngày 6 tháng 6, thấy mình vỡ nước ối và trở dạ, Thành đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thành Tiến, xã Thành Mỹ, thị xã Sơn Tây tự sinh cháu bé. Thành biện minh do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, Thành đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu, vứt bỏ. Sau đó, Thành xóa dấu vết rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Hãy để lại bình luận và nhanh tay đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!